Huyện Châu Đức có 13 thành phần dân tộc thiểu số với 2.222 hộ, gần 9.500 nhân khẩu, chiếm hơn 6% dân số toàn huyện. Chăm lo cho đời sống của đồng bào dân tộc luôn được các cấp chính quyền huyện Châu Đức quan tâm thông qua việc triển khai hiệu quả những chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững. Gia đình anh Nguyễn Minh Nghĩa, dân tộc Châu Ro ở thôn Tân Châu, xã Bào Chinh chỉ có nguồn thu nhập từ lương công nhân của anh và công việc làm thuê của vợ. Năm 2020, gia đình anh được hỗ trợ 10 triệu đồng lắp đồng hồ nước đến tận nhà. Cuối năm 2021, căn nhà tạm bợ của gia đình tiếp tục được Phòng Dân tộc huyện Châu Đức khảo sát đưa vào kế hoạch hỗ trợ xây mới trong tháng 3 năm 2022. Theo cảm nhận của em thì nhà nước đã hỗ trợ nước sạch cho gia đình tụi em, thì tụi em cũng rất mừng và tới bây giờ cũng có một hỗ trợ cho em một căn nhà, để em, gia đình tụi em rất là vui. Gia đình tụi em sẽ cố gắng hỗ trợ để phụ thêm một ít vốn để làm được một cái căn nhà thật là khang trang được chút xíu để ở cho nó thoải mái. Cảm ơn chương trình và ban lãnh đạo đã quan tâm tới gia đình của tụi em. Gia đình ông Đào Văn Điệp, dân tộc Châu Ro, sống ở thôn Tân Châu, xã Bào Chinh được nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng năm 2019 để mua 2 con dê về nuôi và đến nay đã phát triển lên đến 8 con. Năm 2020, ông Điệp mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mua bò. Hiện gia đình ông có đàn bò 6 con. Gia đình ông Đào Văn Điệp cũng là một trong 46 hộ người dân tộc thiểu số được huyện Châu Đức hỗ trợ nhà ở theo kế hoạch trong năm 2022. Cái đồng hồ lúc trước cũng bên nhà nước cũng có vô làm cho nước trước khó khăn, nhưng mà thêm cái nguồn vay vốn bên chăn nuôi cũng được bên hỗ trợ nhà nước cho được hỗ trợ con bò, nuôi bò. Cái căn nhà bây giờ cũng xây lâu năm rồi, bây giờ thấy cũng xuống cấp, nhưng mà giờ có nhà nước bây giờ nói cho làm mới lại cho cũng mừng, nhưng mà chắc cũng cố gắng để làm ăn. Thực hiện các chương trình chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Châu Đức đã ưu tiên đầu tư về hạ tầng cơ sở phát triển kinh tế xã hội. Năm 2021, huyện đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng thực hiện 9 dự án xây sửa đường, nhà ở, điện, nước, hỗ trợ về giáo dục, y tế, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, hơn 98% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch, 100% hộ sử dụng điện lưới. Năm 2021, có 68 hộ thoát nghèo và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo toàn huyện chỉ còn dưới 3%. Năm 2022, huyện Châu Đức tiếp tục chi ngân sách gần 94 tỷ đồng cho các chương trình, đề án hỗ trợ vùng và gia đình người dân tộc nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch dự kiến là sẽ là coi như là giải quyết cái nhà ở, rồi là nhà vệ sinh, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, cái con giống cho đồng bào. Dự kiến là trong tháng 3 này là đi triển khai để mà thực hiện. Thì mục tiêu là giúp cho là hộ đồng bào dân tộc nghèo khó khăn là có nhà ở để mà phát triển kinh tế, rồi là giải quyết được cái giúp cho là coi như cái tỷ lệ hộ nghèo của huyện nó giảm bình quân hàng năm thì khoảng 1,5%. Đời sống vật chất đến tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên, càng khẳng định sự quan tâm chăm lo sát sao của đảng bộ, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, tiếp tục đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội.